Có có đâu con đâu cần dùng đấy hả à, cái đèn không bà nội nấu cháo kiến rồi đó bà nội nấu rồi bà ơi chịu có nhà ngoan này kia chồng con bây giờ con chim luôn cái cá này chồng con chiều ăn cơm này hôm qua cũng bảo nhà mình hết con cá nhỏ nhà mình mấy bịch đây bảo hết con cá nhỏ cá sặc cá sặc chiên tí ăn cơm lớp con cá gì đấy trời đó đó nhà có gì người cá như vậy cá sặc nhỏ không mặn chị đó đây cá cá lóc đó đây là cá sặc sặc bướm cá sặc đồng nhá cái không mặn đâu đó, mấy bà mua liên hệ đây này trời ơi tao cần một bát cơm nóng luôn kem đi hà chị bắt cơm nguội luôn đó cái một gói này này một gói này là nửa ký này không biết là lớp con cá gì ở đây thì không biết cái này để ngăn mát chị ngăn mát tủ lạnh chị
Đó. Đây, chị nhắn tin bên em, chị Hạnh Nguyễn. Chị nhắn tin vào Pay đang live stream cũng được, hoặc chị nhắn tin vào Zalo 0905644699 nhá. Chị nào ở Sài Gòn ghé quán em. Em chiên cái này em mang theo. Đó. Nhà em nhiều loại cá lắm, có cá sặc đồng, đây là cá sặc đồng nhé. Đó, thấy không? Cá lóc và cá sặc đồng, chiên vậy đó. Mời mấy bà. Đây con cá dứa đây. Đây. Đây là con cá sặc lớn. Thấy không? Cá sặc lớn mang sang có từng đây còn một con. Còn có một con cá sặc lớn à. Để hôm nào mua quả xoài về chiên. Hôm nào mua quả xoài về chiên để dành. Trời ơi, hôm trước còn đây mà tự khẩu ghê vậy đó. Đấy, cá dứa đây. Đó, nhà em mình cá nhiều loại như mấy chị. Vâng chị, nhà chị mua tiện thì chị mua thêm nấm hương rồi là nấm hương rồi là mấy thể loại kia. Nhà em có nhiều thứ lắm. Cái chiên nó nhanh chín lắm. Lấy cái hộp má ơi. Nhà chị Thủy ăn thịt bò không à? Nhà chị Thủy ăn thịt bò không mày? Mấy hôm nay thịt bò sợ chết. Bà. Có gimbal tự động quay rồi, không có gimbal tự động không biết dùng má ơi. Không biết dùng cái gimbal tự động, chiếc máy cháy rồi thì đấy là cái mắt quét này. Mải livestream của bà cháy luôn rồi. Một điểm. Tôi thấy người ta có mua cái đó xong người ta đặt máy như nào này, tôi cũng đặt má ơi. Xem review YouTube hướng dẫn là không có nhớ. Thôi nói chung là chả có cái gimbal nào bằng gimbal tay mấy mẹ. Tôi không thể có cái gimbal nào, gimbal bằng tay luôn. Như này nó chín rồi nha. Giòn lắm nha. Trời ơi, tôi làm cháy rồi má.
Khô cá lóc nha em, khô cá lóc ba nắng. Cái này giòn nha. Cái này giòn lắm nha. Ăn bát cơm nóng là chết mẹ rồi. Cái con cá này chiên nhanh lắm nha. Mời các bà. Hôm nay tôi đi mua cái tủ đông này để cấp đông đồ bên này nè. Hàng tôi chuẩn bị sang Mỹ rồi mấy mẹ. Mời các bà. Hôm nay thời tiết bên này lạnh lắm, 28 độ. Đây là chiên nhanh lắm nha. Nhà chiên nhanh chín lắm nha. Mấy bà chiên phải cẩn thận đấy nha. Không có đen xì như tôi một điểm về chỗ. Cái siêu giòn, chiên đến đoạn này là đã giòn lắm rồi. Đây là con cá sặc đồng. Mini đó. Đó. Các bà mua liên hệ nhà tôi, không quên mất giá rồi. Nhớ không lầm là 310.000 hoặc 330.000 tiền Việt Nam một ký ấy nhá. Không nhớ 330 hay 301 nhá thì không nhớ. Nhắn tin cho em nha. Đó.
Cái chi nó chồng em chiều đi ăn cơm này. Hôm qua ăn dê rồi. Đó, mua liên hệ nhà em. Đó mấy bà. Thấy không? Ngon là cành đào. Mời các thánh. Cá sặc thì cũng đóng nửa ký thuốc nói. Cá sặc đóng nửa ký này. Cá này ăn tối cơm thì chúc các bà béo thôi, sao giờ béo thì mua viên nước mỡ chai giảm cân. Mấy miếng cá dứa. Dạ cái em bị sao vậy? Nó không còn sánh đặc hay sao? Cái này của lão, chia cho lão.
Kiến ơi, Kiến Nho nó cởi sang mắt trường đến chưa? Con mở cửa, con bảo bác chờ một phút. Đấy, con rửa bát nước ra xong. Không có xong rồi. Kiến hôm nay đi nhổ răng đau quá không đi học mọi người. Khóc quá trời khóc luôn. Chào chị Cậy Nguyễn. Hôm nay em đi bưng phở đây chị ơi. Em phải chuẩn bị bưng phở đó chị ạ. Hôm nay chiên cá khô đến chỗ ăn cho tiết kiệm. Một tô phở 16 đồng không có tiền ăn. Đi bưng phở với rửa bát. Kiếm thêm thu nhập. Đúng nghề của mình luôn với chị. Cái thớt trắng hay con rửa sao nó vẫn còn màu đỏ nhỉ? À, đi làm cho khỏe người chị. Cái thớt trắng hay nó cứ bị đỏ đỏ. Chắc là đây. À, đi làm cho khỏe người, khỏe ngợp các bác ơi. Ở nhà mới chậm chạp. Buồn chứ đi làm cho vui cho chị. Ở nhà buồn lắm. Vâng chị, cố lên, cuộc sống vui vẻ mà. À trời, cuộc sống ở đâu chỉ như vậy đó chị. Đi đâu chẳng thích nghi cuộc đời. Ơn rồi các chị, gia đình hạnh phúc. Kiến mở cửa cho mẹ con. Kiến ở nhà ăn cơm ngoan ở với nội nhá. Không quậy phá, ăn xong trưa ngủ trưa để học bài của cô Lori nhá.
con cứ nghỉ ngơi đi. Mày đi bưng phở thế nào, mày đi bưng phở nhá. Thế sao vậy? Thì bây giờ bị đuổi việc chỗ làm neo rồi, đi bưng phở. Ok. Nói chung là hôm qua mẹ con mới rút được 20 đồng mà phải không? Vâng, con. Dạ mẹ vâng. Thế thì hôm qua con mới kiếm được 20 đồng rồi á. Ờ, kiếm 20 đồng thì tấu cho mẹ. Ok, bye bye. Ok, cho cô nghỉ viện rồi. Cho các em cô nghỉ viện không cho mẹ. Bye bye cả nhà.